Sao Dũng lại tránh mặt thầy? Có phải Dũng đã biết thầy... Em không hiểu tại sao. Nhưng mà em không có tránh mặt thầy. Thầy đã nhớ ra chuyện đêm hôm đó. Như vậy được. Chúng ta là thầy trò mà. Với lại em không phải là người yêu cũ của thầy. Em càng không phải là người thay thế. Dũng, mỗi buổi sáng tớ phải đến lớp để tiếp thu đống kiến thức của nhân loại. 4 năm tiết trong một buổi sáng làm tớ quên mất khái niệm thời gian. Có hàng ngàn hàng trăm công thức chẳng biết nguồn gốc nó từ đâu đến. Cứ thấy nó là đau nhói thêm là biết bao nhiêu trái tim yêu mềm. Bình phương cạnh huyền bằng tấm bình phương hai cạnh góc vuông. Vật chất không tự sinh ra và nó cũng không tự mất đi. Xin đi học có không hứa cô tan kết đoàn tan đoàn kết. Ba-ba-ra-ba-ba. Ngày đó xa mai nhưng ta luôn chờ thanh xuân như một giấc mơ, được sống trong những trang sách mơ mộng giữa những khoảng trời rộng. Trời sinh ra lá ra đã ra hoa và trời sinh ra chúng ta. Tuổi trẻ nay sẽ sân hà vang mãi ở trong bài ca. Chơi bóng tông mà sao không về? Cầm củi làm gì đó? Làm chuyện mà ám hả? Bộ anh làm về tới lượt nhóc quảng hả? Hôm nay đi đâu đây? Nè, có phải nhớ anh ra thăm anh không? Bộ thần kinh là sinh quan tưởng hả cha? Tôi á chỉ tình cờ đi ngang đi thôi. Mà câu lạc bộ của anh á đã chuẩn bị gì cho cuộc thi chưa? Đừng có nói với tôi á là sau này nha thua câu lạc bộ của tôi, còn thua câu lạc bộ khác á thì lúc đó hơi bị nhục nha. Nước ngon đó phải ngon là mới mua mà. Hey, thiên cơ bất khả lộ, từ từ rồi nhóc sẽ biết. Làm thì ghê. Thì thấy cũng có cố gắng thì thôi, tôi cũng chúc đậu, canh thêm nha. Bây giờ hai câu lạc bộ cũng không còn hiềm khích nữa, mà nếu có thắng hay thua thì cũng mong là không cạch mặt nhau. Ồ, mà tự nhiên hôm nay làm gì mà nói chuyện sâu deep vậy? Bớt xàm đi. Deep cái gì? Để ngày mai tôi lên gặp thầy Tâm bàn lại cái vụ việc này. Còn giờ đi về đi, muốn làm gì thì mai làm đi. Ôi da, tự nhiên bây giờ đứng dậy cái chân nó tê như vậy nè. Dạ dạ, cái gì giúp anh đứng dậy đi nhóc. Cái đồ ổ trĩ ơi.
đối xử với anh vậy hả? Ôi. Ủa? Nó đau chân mà. Dạo này Đăng bạn của Long á, có vẻ quan tâm thằng Long em của Thảo quá ha. Long thấy bình thường mà. Hả? Bình thường á? Không có gì đặc biệt luôn á. À, dạo này thằng Đăng mở miệng ra là cứ lâm. Một tiếng lâm, hai tiếng cũng lâm, ba tiếng cũng lâm. Có khi nào? Thôi kệ đi tiếp. Câu lạc bộ á, đến hết chưa mày? Giờ mấy thằng cha mê bóng còn chưa tới. Ê, thằng tụi nó sợ thua rồi bỏ cuộc rồi mày. Tao thì không nghĩ vậy đâu. Bây giờ mày vô thay đồ trước đi. Và bây giờ chương trình xin được phép mở đầu với bài hát Em ơi đến từ câu lạc bộ Bơi Lội. Và rồi còn cách sẽ là bao xa em ơi, vòng tay nhẹ nhàng cái ôm mỗi sáng ta chờ nụ hôn mơ màng. Và rồi chặng đường sẽ là bao la em ơi, anh đâu cần biết đâu cần thiết vì khi bên em anh đâu cần biết đâu. Và rồi tình yêu đôi mình bay cao em ơi, anh ước thời gian bên em ngừng trôi, cho anh ước đêm nay anh ôm trọn bờ môi em ơi. Anh để tình yêu của mình dẫn lối, vì anh biết chặng đường có em không gì phải vội. Em ơi, anh vuốt nhẹ làn tóc cho đang thổi, cắn hờ nụ cười đôi môi, dẫn em đến phương trời xa xôi. Đưa đôi tay anh dẫn em đi chỉ một lần thôi. Em ơi, nụ hôn ngọt ngào làm anh ngây ngốc, chắc chắn với em một điều là đây là lần mà anh say nhất, là khi ánh mắt em nói lời thương, bờ môi em nói lời thương, nụ cười em nói lời thương, và trái tim anh cất lời thương. Em ơi, em là nàng thơ còn anh là chàng mơ, và khi yêu em thì con tim anh không gì phải sợ. Em ơi, ngày mà mình gặp nhau là vào một ngày nắng đẹp, không việc gì phải ngại vì trái tim anh không phải đường cong eo hẹp. Em ơi, là tiếng chim hót, tiếng con suối chảy róc rách, là tiếng gió đung đưa hàng cây hạt sương long lanh rơi lách tách, là tiếng con tim anh loạn nhịp, là trái tim ai đang chật nhịp, là vài giây phút ta chợt lơ lửng trong không trung, là nói lời yêu không mông lung. Em ơi, một ngày nào đó chắc chắn là không xa, anh dắt tay em đến phương trời bao la ngân nga, câu hát ta trao như nụ hôn vòng tay ấm áp tâm hồn của bồn chồn. Em ơi, xa anh thấy mà tình mình gìn giữ mấy năm qua. Em ơi, anh thấy sao dài quá, sao nước phù sa cuốn theo dòng đàn. La 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 la, bước đến từng nơi ta qua, dừng chân hỏi lại trời non nước. Một mạnh tình duyên ta với ta, hạt nắng vàng buông nhẹ từ từ trên tóc em, mắt em buồn ai đó đã làm em phải khóc thêm, dù giọt lệ đã làm nhòe đi màu mắt biết. Em yếu đuối nhưng phải tỏ ra là mình sắt thép, qua bao con đường qua bao ngọn núi mà anh vẫn chưa mỏi. Chuyện tình ta anh đặt dấu chấm lớn vẫn chưa hỏi, bởi vì anh sợ nó ra lại khiến em phật lòng. Anh càng sợ sợ những lời mình nói không thật lòng. Em hỏi tại sao mà cuộc sống anh vẫn luôn luôn bay bổng, anh trả lời đó vì anh là một gã trai mơ. Dù miệng đời luôn nói anh là một thằng hư hỏng, kệ mẹ nó, anh vẫn yêu dù ta đã hai nơi. Anh ngồi dưới trời ngắm nhìn màu hoa lan tím biết, yêu em còn khó hơn chúng xổ số kiến thiết. Anh không còn sợ, không sợ sẽ lại lạc mất em, không điều gì là quan trọng chỉ cần ta yêu nhau đó là nhất em. Và không điều gì là quan trọng chỉ cần ta yêu nhau đó là nhất em. Cho dù ngày mai anh chết chỉ cần ta yêu nhau đó là nhất em. Cho dù thế giới sụp đổ thì ta yêu nhau đó vẫn là nhất em. Không điều gì là quan trọng chỉ cần ta yêu nhau đó là nhất em. Xa anh thấy mà tình mình gìn giữ mấy năm qua. Em ơi anh thấy sao dài quá, sao nước phù sa cuốn theo dòng đàn. La 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 la, bước đến từng nơi ta qua.
chân hỏi lại trời non nước một mạnh tình duyên thầm thầm. Càng càng xa anh thấy mà tình mình gìn giữ mấy năm qua. Em ơi anh thấy sao dài quá sau nước phù sa cuốn theo sông. À, la 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 la. Cho dù thế giới sụp đổ thì ta yêu nơi đó vẫn là nhất em. Dừng chân hỏi lại trời non nước không điều gì là quan trọng chỉ cần ta yêu nhau đó là nhất em. Để thêm phần nóng hơn cho chương trình, chúng ta sẽ được thưởng thức màn dance cover của đội Cổ Vũ. Ủa, tưởng sợ quá rồi bỏ trốn mà chứ. Mơ hả cưng? Anh mà phải sợ cưng à? Chuẩn bị đón chờ điều bất ngờ từ anh đi. Bye. Mỗi buổi sáng tớ phải đến lớp để tiếp thu đóng kiến thức của nhân loại. 4 năm tiết trong một buổi sáng làm tớ quên mất khái niệm thời gian. Có hàng ngàn hàng trăm công thức chẳng biết nguồn gốc nó từ đâu đến. Nó là đau nhói thêm là biết bao nhiêu trái tim yêu mềm. Bình phương cạnh huyền bằng tấm bình phương hai cạnh góc vuông. Vật chất không tự sinh ra và nó cũng không tự mất đi. Xin đi học có không ngờ cô tan kết đoàn tan đoàn kết. Papa ra papa ngày đó xa mai nhưng ta luôn chờ thanh xuân như một giấc mơ được sống trong những sách mơ mộng
giữa những khoảng trời rộng. Trời sinh ra lá ra đã ra hoa, và trời sinh ra chúng ta. Tuổi trẻ nay sẽ đi khắp sân hà, vang mãi ở trong bài ca. Và bây giờ tiết mục cuối cùng đến từ câu lạc bộ bóng rổ, một bài hát do Hoàng Đăng tự sáng tác. Từ những phút thanh xuân ngọt ngào, chờ đêm qua cả thế giới trong anh cùng vỡ tan thành mưa, đâu nguyên vẹn như lúc xưa mà chẳng có giờ. Chỉ cần em biết chẳng đó chỉ có mình em, là nơi trái tim anh hằng nước nao, ước muốn bên em đến muôn đời mãi không xa rời. Cùng tay trong tay mình đến chân trời mới, chẳng còn điều chi làm ta cách xa. Dù cho khó khăn thì anh vẫn đây mà, đừng lo lắng em à, vì trong anh em là tất cả. Và nay về sau mình chung trên xe, cùng nhau mình đón đưa trên những lối đi về. Có em gần kề chẳng lo điều chi, và cứ thế mình bên nhau mãi muôn đời, bên nhau mãi không rời. Trái tim anh hằng nước nao, ước muốn bên em đến muôn đời mãi không xa rời. Cùng tay trong tay mình đến chân trời mới, chẳng còn điều chi làm ta cách xa. Dù cho khó khăn thì anh vẫn đây mà, đừng lo lắng em à, vì trong anh em là tất cả. Và nay về sau sau đây, giây phút mọi người chờ đợi đã đến. Giây phút công bố người thắng cuộc trong cuộc thi âm nhạc của ngày hôm nay. Thầy xin công bố giải ba cuộc thi âm nhạc của chúng ta thuộc về câu lạc bộ bơi lội. Và người chiến thắng của cuộc thi âm nhạc ngày hôm nay chính là câu lạc bộ âm nhạc. Điều này đồng nghĩa với bản song ca của câu lạc bộ bóng rổ về thứ nhì. Điểm số khá là xích sao, 39,5 và 40. Vậy là quê nha. Ủa, thì là sở trường của tôi mà, tôi có thắng á cũng là cái chuyện bình thường thôi. Mà tôi cũng không ngờ là anh cũng hát hay quá nha. Anh mà. Chúc mừng các em. Thầy còn một tin vui muốn báo cho các em biết, đó là chúng ta không cần phải thi thố gì nữa. Ủa, tại sao vậy thầy? Dạ thầy ơi, nếu như mà chúng ta không cần thi thố thì tiền sẽ chia ra làm đôi, mà chia như vậy thì không đủ chi trả cho các hoạt động của các câu lạc bộ đâu thầy. Các em yên tâm, nhãn hàng Milinda sau khi xem buổi hoạt động của chúng ta trên livestream, họ đã liên hệ với thầy và họ muốn tài trợ cho chúng ta trong những buổi hoạt động sắp tới, nên chúng ta không cần phải lo về phần kinh phí nữa. Yeah! Như vậy thì tốt quá thầy.